em mua đá, em mua thêm để về em trường lưng á cô. Tại vì ở nhà em trước đó đó em học chắc cũng khoảng được 2 tháng rưỡi rồi đó. Từ đó đến giờ là 2 tháng rưỡi mà em mua được 3 cặp thì em trường gan, trường thận và trường ở sau cổ á. Nhưng mà nó cũng bớt đau, nhưng mà cái phần lưng của em á với cái phần cổ là nó bị cục lên, là nó bị tắc nghẽn máu, nó không có lưu thông được á. Như theo cái bài của em học á thì ở nhà chị mới nhờ chồng là con tẩy đi những cái cứng đó, cái cục cứng để cho nó tan á, nhưng mà nó cũng bớt thôi à. Nó không hết hẳn mà nó cứ bị đau nhức hoài, thì em mua thêm đá để em chườm cái lưng á. Rồi khi chườm cái lưng á cô, trời ơi thấy đã lắm, ngủ dậy một đêm rồi á cái người á nó nhẹ lắm, nó không có bị nặng nữa. Mà cái cứng này nó làm cho nó nặng cái lưng với cái phần phía sau vai gáy á, là không thấy, là mới nó chườm có một đêm thôi. Em mua cái này về em chườm em thấy hay quá, cho nên là em mua nhiều như vậy. Ông chồng kêu sao mà em khiêng lên nổi, nhưng mà em có đem luôn cái lò nướng, ông xã em đem lò nướng lên ngay cửa phòng luôn, là làm tổng cộng là 34 cục viên, 34 viên. Thì để chườm ngồi lưng á, là em mang cái khăn là chườm ngồi lưng là được 28 viên, chườm cổ đây là 2 viên, chườm gan là 2 viên, rồi em chườm với 2 lòng bàn chân của em 2 viên nữa. Và em cảm thấy nó thoải mái lắm cô, mà không có dùng một cái viên thuốc nào từ khi em đi học đến giờ, không dùng thuốc tây, mà cảm thấy người mình được may mắn mới được gặp thầy, biết thầy Dương Minh Châu để đi tới để mình có cái sức khỏe nó tốt, nó càng ngày nó càng tốt, không có phải bệnh đau uống thuốc mỗi ngày nữa cô. Hốt đi anh em, chườm gan nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133 635, Hà Nội 0326 811 258. Để có trong tay đá chườm gan cặp đá diệu kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652.